Thì đây là cái tháng 7, bắt đầu vô tháng 5 là cái mùa an cư kiết hạ, là để mọi người ở một nơi định dưỡng để mà mình tu tập, để tăng cái nội lực bên trong của mình, và mình giải, mình thanh trượt, để mà mỗi mùa hè một năm gì đó là các sư thầy chung luôn, chứ không phải gì riêng xuyên tệ, đều được dự cái khóa an cư kiết hạ, thì để mình tu tập thêm lên đó anh. Đó là như vậy, thì cái đó là có thể là bữa giờ là thầy ở một chỗ, định lên một chỗ là cái sự thanh khiết trong người nó nhiều hơn, không phải là như độ, không phải là ở một như độ âm như lúc trước, thì ở một chỗ nào đó thì không có phải là kêu mình là như lúc trước em có nói là ở nghĩa địa xong là có thể là bữa đó là quá độ nghĩa địa, thì qua bữa sau là đi chỗ khác là quá độ chỗ khác, nhưng mà như vậy thì thầy sẽ bị tối. Nhưng mà thầy ở một chỗ hay thầy định lại một chỗ thì thầy quá giải hết cái năng lượng trượt rồi, thì cái ngày bước ra nó thanh hơn, nhưng những ngày kia là như vậy. Nam mô Di Đà Phật. À, thì có một cái vị này nói như thế này nè, mà không biết là có phạm không, thì nói là sư Minh Tệ đi trên cái con đường mà đi hành đầu đà, mà tại sao không có đi vô rừng mà tu tập, mà lại đi những ở ngoài thành thị á, làm cho những cái người ta nó bị giống như là bị xáo động á. Nói chung không đúng, không đúng với hành đầu đà, phải không anh? Đúng rồi. Thì họ sự ra đó, thì cái này không phải có thời từ sư Minh Tệ, có từ thời trước Đức Phật nữa. Nhưng mà tại sao là Đức Phật không chấp nhận cái hạnh tu đó phải ở trong rừng? Thì thật sự ra đạo Phật không chỉ gói gọn ở trong rừng, thì phải bước ra ngoài để nhiều người học tập nữa, chứ nếu mình tu mà ở trong rừng không thì nó cũng bị hạn chế cái phạm vi mình độ chỉ là trong rừng thôi. Đúng, mình phải bước ra đại chúng để nhiều người họ thấy và họ tu tập theo. Đó là như vậy. Tại vì lúc đó ngài Đề Bà Đạt Đa đó có nói với Đức Phật là những đưa ra năm điều đó, là ở trong rừng thì sẽ có người đến đưa thức ăn và không phải bước ra ngoài. Đức Phật thấy điều đó là không thể nào chấp nhận được, tại vì đạo Phật không thể nào chỉ ở trong rừng thôi, mà phải bước ra, bước ra ngoài để nhiều người đều biết, không chỉ là ở trong cái phạm giới mà cõi người, mà còn cả chư thiên và cõi tiên và địa ngục. Nó là như vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Thì Mụ Dung ơi, mà hiện nay là có một cái vị này hỏi, như cái câu hỏi này cũng đơn giản, nhưng mà thì cũng có rất là nhiều người ta cũng đang thắc mắc nè. Thì hiện nay tôi là đang bị đau cái giò, thì khi mà tôi cúng lại á, thì tôi không có thể nào mà tôi quỳ xuống được, thì mong Mụ Dung trợ duyên để cho tôi biết tôi cúng lại như thế nào là đúng với cái lễ á. Tại vì cái người mà họ bị mù mắt nè, họ bị cục tay nè, họ bị không có chân nè, thì họ tu làm sao? Mình bị đau chân mà người ta không có chân, người ta tu làm sao, đâu có lại được đâu. Thì đó là chỉ là cái phương tiện thôi, quan trọng là cái tâm. Cái tâm của mình á, là có thanh sạch không, có thanh tịnh không, chứ không phải là mình đau chân mà lại không được là Phật quở, cái đó không có, là do mình tự nghĩ ra thôi. Chứ mới đầu là mình cần phải tu tướng, mình phải cần hình tướng để mình cúng lại. Nhưng một thời gian sau á, mình đã hiểu được rồi thì mình không cần có tu tướng nữa. Mình vẫn muốn tu tướng thì tu, nhưng mà mình quay về bên trong, mình kiểm soát thân tâm của mình quan sát từng sát na, mình đừng có phóng tâm ra ngoài. Thì lúc đầu mình phải cần tu tướng trước, thì sau đó mình mới bỏ cái tướng đó. Nam mô A Di Đà Phật. Cái nhà Phật á, thì nói là có 12 cửa ngục, mà trong những cái sấm giảng truyền lại á, là có nói là 18 cửa ngục, thì mong mà giải đáp cho mọi người nghe. Vì cái đó em cũng không rành nữa đâu. Tại vì cái đó quý vị về nhà sách đó có ghi cuốn sách là Hập Điện đó, là 10 cửa ngục, chứ không phải là 18 hay 12 là Hập Điện. Thì em chỉ hiểu như vậy, tại vì hôm bữa em đi ăn, em vô tình em thấy cái cuốn sách đó ở quán chay, em mới xin về. Thì em chưa có đọc xong nữa, nhưng mà cuốn sách đó gần là ghi những cảnh giới ở Hập Điện như thế nào. Thì em không biết sao có người nói 12, 18. Thì cuốn sách đó nói là Hập Điện, thì trong mỗi vị nó khác nhau như thế nào tại vì có thể là cái 12 đó là 12 đó cũng đúng, mà 18 nó cũng đúng. Tại vì trong đó sẽ có là những tội nhân ra được bị nhốt chung thân và được có thể được giảm án, và những tội nhân không được giảm án có thể là chia ra, tại vì người ta gom lại 3 tầng vô làm một, thì có thể là rút ra là 18 cũng đúng, mà 12 cũng đúng, mà 10 cũng đúng. Những cái tội nặng không có tha được, có nghĩa là mình nói là chung thân á, thì ở trong đó gom lại thành một, giống như là cõi trời vậy đó anh. Cõi trời thì có người nói 33, cõi trời có người nói 36. Thì 30, từ cái cõi 33 đến cõi 36 là đã hoàn toàn giải thoát rồi đó. Thì có người ta hiểu đó là về cái cõi đại tiên á, đại tiên cũng như là về hành Phật rồi đó, thì có nghĩa là không còn luân hồi nữa. Thì từ cõi 33 đến cõi 36 cũng bằng với nhau,
thì hợp điện trong cuốn sách là ghi hợp điện chứ không phải là 18 hay 12, thì em nghĩ cái nào cũng đúng hết á. Thì người ta như rút ngắn lại như nhau thôi, chứ thật sự là mỗi người có ý kiến khác nhau. Thì quý vị lên mạng sợ cuốn sách đó về đọc mỗi cái hợp điện đó là cái cách bị xử phạt như thế nào, nào tội gì đó thì có hết. Nam Mô Di Đà Phật. Em chỉ hiểu trong cái sự nôm na của em thôi. Hỏi muội ha, thì có một cái người này người ta mắc là cũng khoảng 10 năm rồi, thì cái người vợ thì thỉnh thoảng là thấy được cái người chồng đã mắc rồi thì quay về, thì có cái một hôm đó thì người chồng mới quay lại mới nói gì nè, nói thôi bà đừng có giái tôi về ăn cơm nữa, tôi có vợ rồi, thì mong muội bữa nay gieo duyên cái này để nói cho cái vị đó nghe để vị đó hiểu. Dạ thì trả lời câu hỏi này thì em xin nói theo cái sự hiểu biết của em. Thì trong thế giới của mình là tính 3.000 thế giới lận, có những cái thế giới mình không biết được, thì đó là cái hợp thế giới là gọi chung giới, có nghĩa là khi mình chết mình có được quyền đi đầu thai hoặc không đi đầu thai. Nếu mà mình đủ phước á thì mình sống trong cái cõi đó vẫn cần tiền, vẫn cần áo mặc, vẫn lấy vợ sinh con đẻ cái. Nhưng mà không có cái hữu hình mà cái sóc mà cái vô mình không thấy được, nhưng mà cái thế giới đó của người ta chỉ cái người cùng tần số mới thấy được thôi. Đó là tại lý do tại sao là có những người đó họ mất đó, họ báo mộng về người thân, mẹ ơi con đói quá rồi, tôi cần tiền quần áo đó, thì đốt thì hết bệnh hết là sẽ được trở lại bình thường. Là đó là những cảnh giới, là gọi là cảnh giới chung giới. Là người ta vẫn có vợ sinh con đẻ cái, thì cái người có thể là người vợ với người chồng đó hết duyên kiếp này rồi, họ trả nhau hết rồi. Thì xong rồi cái họ quay về cảnh giới của họ, họ sinh con đẻ cái tiếp tục một cuộc sống mới. Nhưng mà họ muốn đầu thai hay không là do tùy họ, tại vì ở đó vẫn tu tập được. Nhưng mà anh biết lý do làm sao không? Họ cảm giác cái làm người họ khổ đó, họ không muốn quay lại làm người nữa, thì họ ở đó họ tu tập tiếp. Thì nó hơi lâu, tại vì nơi đó là không có có phương tiện để mình làm phước nhiều, mình không có tăng cái phạm hạnh mình lên. Thì có những người họ muốn quay về làm người nữa để mà tu tập để cho nó mau đó, tại nơi đây thì nó có ham sân si đầy dẫy nè. Đúng. Để mình tăng phước báo, mình né được thì mình tăng phước báo, còn mà ở trên đó thì giống như là đâu có điều kiện nhiều để mình làm phước đâu, mà chỉ ngồi thiền tu tập bình thường thôi, nó không có điều kiện để mình làm phước. Thì ai muốn tái sinh lại thì tái sinh làm người, còn không thì thôi, thì ở cảnh giới chung giới nó vẫn được bình thường. Đó là như vậy. Đúng. Thì đó là câu trả lời của em. Nam Mô Di Đà Phật. Thì hồi nãy là cái hôm chuyển kiếp là em có nói rồi, là có thể người ta không muốn đầu thai nữa thì cái cõi chung giới. Còn những cái trường hợp mà không chuyển kiếp nữa mà hành quỷ đó, đó thì có thể là họ hành tinh, đó là lý do là khi mình sinh ra đó, mình được mỗi người thì có một tôn giáo, một cái đức tin duyên. Thì khi mà mình sinh ra giống như con anh đó, anh sinh ra anh về có cúng trình tổ tiên ông bà, đặt tên cho nó đàng hoàng. Rồi mình làm hôi nôi đầy tháng, còn như bên đạo chúa là rửa tội xưng tội gì đó. Đó thì như bé sinh ra thì vô nhà thờ gặp cha xưng tội phải không? Rửa tội, hình như rửa tội thì phải. Còn những cái tôn giáo khác thì một cái lễ khác. Thì đó là cái đặt tên định vị ngày giờ để cho cái người đó có từng sống ở đó, nơi đó rồi. Nhưng mà có một số trường hợp đó là sinh ra mà người ta không có tin vào tâm linh á, không có đặt tên tuổi mà chỉ kêu một cái tên ngắn ngủi và không có trình lại đất đai á, với lại trình ông bà là mình có đứa con tên là vậy đó, thì nó không có nằm trong sổ bộ của nhà nước giống như vậy đó. Thì cái những cái người đó nằm ngoài danh sách, thì giống như là anh có tên trong danh sách, giống như anh biết những trường hợp giống như Việt Nam mình là có một số người vô gia cư đó, họ sống mà họ không có chứng minh nhân dân. Đúng. Họ bị bệnh họ cũng đâu vô bệnh viện, nếu mà họ cần tiền có tiền mới vô bệnh viện được, không có thì dính vô bảo hiểm thì nó tốn tiền lắm, không có bảo hiểm tốn tiền lắm thì họ không đi được. Thì ở cõi âm mình cũng vậy, có một số người lúc mà sinh ra mà không có trình đó thì họ nằm ngoài sổ bộ, có nghĩa là muốn bắt họ đi nhưng mà đâu có biết tên gì họ gì đâu, đâu có lúc mình sinh ra đâu có trình đâu. Rồi bắt nên đó, họ lưu lạc mấy trăm năm mấy ngàn năm là hành tinh hành quỷ là vậy. Đó là như vậy. Thì cái đó là bởi vì cái đức tin nó quan trọng lắm. Đó, đó em cũng không có hiểu tại sao mà những người đó nằm ngoài danh sách. Đó, đáng lẽ mình chết mình phải xuống bị quỷ vô thường bắt đi đúng không, mà cái này sao mà nó không bị bắt đi mà hành mấy trăm năm luôn. Đó là lý do như vậy, mình không có trình á. Nam Mô Di Đà Phật. Câu hỏi này em cũng có đọc một bình luận của một chị, và em hứa là sẽ trả lời trong cái clip này. Thì trước tiên á, mình tại vì mình trong em bé nó còn nhỏ, mình phải qua cái cõi chung giới. Tại vì nếu mà mình có thần lực là mình nguyện luôn là em nó không cần phải quần áo, nó qua cái lớp, cái top khác. Và tại vì cái người ta có thần lực nhiều thì họ qua một lớp khác. Thì bây giờ mình làm cái lớp sơ cấp giúp đi, mình cho em nó hai bộ đồ,
Tại vì con mình nhiều khi là sẽ báo mộng giấc mơ là nam hoặc nữ là mình biết luôn. Là mình có tánh linh là biết nam hoặc nữ, hoặc là mình xin keo như cái clip trước, những clip trước em từng chỉ. Thì mình xin keo đó là nam hay nữ, hoặc là nếu mình biết thì mình mua hẳn luôn hai bộ đồ nam nữ mình cúng em. Sữa cơm gì đó rồi mình hồi xưa mẹ không có tiền, mẹ lỡ phá thai con như vậy thì con cũng bỏ qua cho mẹ, mẹ không có biết, rồi mẹ cũng xin lỗi con. Rồi mình cúng mâm cơm trình với cụ quyền thất tổ ông bà, con có phá đứa con này con đặt tên là vậy, mong ông bà chấp nhận cháu à, thì sát nhập vô cái giống như là trong cụ quyền của mình. Rồi á thì mình tụng kinh, hoặc là mình đi hầy, hoặc là đi chùa. Thì đi chùa thì em có nói lúc trước là sẽ bé sẽ dìa, tức là gì, trường hợp bé nó sẽ dìa thì mình tụng kinh hồi hướng cho em nó mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày đó. Thì mình nhờ con xin hồi hướng công đức niệm Phật này cho con của con đặt tên gì đó. Rồi nhờ xin nhờ Long Hằng Hộ Pháp tiếp dẫn linh hồn con của con được về non về núi tu tập, hoặc là ông bà cho con của con về núi về, về non tu tập. Đó là cái cách của em hướng dẫn chỉ vậy. Nhưng mà bé đi rồi bé sẽ về, thì quý vị gửi một cái vong linh đó, mình phải coi nó như một đứa con thật hữu của mình. Mình phải thương em giống như là đứa con hiện hữu như vậy nè. Tại vì có những đứa bé nó về nó thấy mẹ mình thương chị mình hoặc thương anh mình mà sao không thương mình á, nó ganh tị rồi nó xô bệnh hoạn rồi này nọ, mấy đứa nhỏ đó nó ganh tị rồi làm cho gia đình bất hòa không hạnh phúc. Thì mình phải thương nó như là một vong hồn thiệt. Mỗi năm mình phải cấp một ít giấy tiền với một ít quần áo cho em. Khi nào em nó tự tu học đến một cảnh giới khác, nó đã hốt được cái lớp đó thì mình không cần đốt nữa. Thì giấy tiền vàng bạc, và lâu lâu em nó về đó thì quý vị cúng giùm sữa với bánh cho em, bánh với sữa, tại vì tháng nào em cũng sẽ về mà. Nó là như vậy. Thì Nam Mô Di Phật, câu trả lời em là vậy. Thì cái đó là cách hướng dẫn riêng của em. Thì quý vị có cách nào khác thì xin chỉ dẫn em thêm. Tại vì đó là cái cách trong cái kinh nghiệm trong cuộc sống của em. Thì em từng trải qua nhiều người, em thấy nó là như vậy. Và em giúp mọi người là như vậy. Nam Mô Di Đà Phật. Từ ngôn từ mình đi núi, mình không có nên làm gì và mình cẩn trọng như thế nào, mong Mụ Dung chia sẻ. Cái một số ít là bị phạm thôi, còn là đa phần là họ có cái một cái linh hồn nào đó mình tạm gọi là cái cũ quyền, hoặc là ai đó trong cái xác họ để có những cái hành động và những cái tiếng nói nó lạ lạ, đúng không anh? Tiếng đúng mà có người nói tiếng âm, có người nói tiếng thiên. Thì thật sự ra thì cũ quyền mình về, hoặc là một người nào đó về trong xác mình là để cảnh báo mình. Cảnh báo thì để cho mình hướng về con đường tu tập, để hồi hướng cho họ. Thì có người họ vô, họ sẽ cái lúc mà cái lực mình yếu, họ vô họ quậy. Họ quậy không muốn chiếm xác mình luôn, họ cho mình mất hết tất cả tài sản, họ cho mình quản trí có thể là khùng luôn, muốn đọt ly mạng sống của mình. Tùy theo cái quan gia nghiệp báo mà mình tạo cho họ nhiều hay ít thì kiếp này họ sẽ lấy giống như vậy. Thì có người thì chỉ cho một bệnh nhẹ nhẹ hay là nhức đầu, có những người thì nhức đầu, có những người thì sẽ bị nặng luôn là mất hết tài sản, mất hết tất cả. Có những người thì họ sẽ xô té xe này nọ, tùy theo cái quan gia của mình mà họ đòi. Thì cái đó là anh nói trường hợp đó là một cái người âm trong cái thế giới đó là của tâm linh, gọi là mình nói là ông ứng ba hành. Thì cái đó là tùy theo cái cơ duyên mỗi người thôi. Cái đó là do cái lúc đó cái hằng sắc, cái thời của mình nó cái lúc đó mình trùng dịp, mình phải tới năm đó, ngày đó, tháng đó, người đó gấp bình thường, tự nhiên năm đó tự nhiên họ bị như vậy là đúng cái cơ duyên họ trả. Tới lúc là họ phải bước vô cái con đường đạo thì khiến cho họ phải như vậy để họ quay về con đường tu tập. Nếu mà không hành không như vậy đó thì khó, không biết tu đó. Thì nhưng mà mỗi người thì có một cái cơ duyên khác nhau. Có người thì đi đúng thầy á thì gặp thầy hay á, hoặc là gặp đúng thầy mà chỉ đúng đó thì sẽ hết bệnh. Có những người thì đi không đúng đó, gặp những cái mình tạm gọi là ma sư hoặc manh sư rồi đó thì sẽ bệnh hoài không hết bệnh. Tại vì họ chỉ dẫn mà chính bản thân họ còn đi chưa đúng thì sao họ chỉ dẫn mình đúng được. Thì đâm ra cái người đó có thể là suốt cuộc đời này chưa bước ra khỏi nữa. Thì quý vị cũng phải tu tập mỗi ngày để hồi hướng cho quan trái chủ, để cuộc đời mình gặp may mắn khi mình bước đi ra đường ấy, lúc nào cũng gặp người tốt. Tại vì cuộc đời của em á, em đi em thấy có nhiều người là không ra được luôn, là 70-80 tuổi vẫn còn dính vô cái con đường này và không định lại được. Thì có nghĩa là sẽ nhập hoài gì đó. Nói chung là mình nhập hoài. Cái chuyện nhập không nói là tốt xấu, nhưng mà mình phải đúng nơi đúng chỗ. Mình tắm rửa sạch sẽ thì mình nguyện bàn thờ của quyền ông bà của mình đó, là ngày đó mình cần chuyện gì á, mình xin nguyện các vị về để mà chỉ dẫn mình. Chứ cái đó là giống như là mình nói là nó sẽ bị phóng tâm, có thể là phần điển thiên về, cũng có thể là phần âm về. Nên Đức Phật có câu lúc trước em nói là gặp ma giết ma, gặp Phật giết Phật, là cái câu nói ý nghĩa gì đó, mình bỏ nó qua một bên, mình là mình, không có ai vô mình hết, mình cứ nghĩ như vậy đi. Chứ mình cứ
để cho người ta vô hoài, cứ mình tha, kiểu mình tha tâm theo hoài, cái mình nghĩ đó hay đó đúng đó, rồi cái sau này dắt mình đi con đường khác luôn, là sau này là mình bị bán linh hồn cho quỷ luôn, cuộc đời mình là xong luôn rồi đó. Tại vì ông bà của mình á, có tu mới độ được con cháu, mới trợ điển cho con cháu được khỏe và giải trượt. Còn nếu không ông bà mà không có tu đó thì mình ngồi thì ngồi, nhưng mà ông bà có ba cấp mà để em có nói đó. Thì nếu mà ông bà mà đang đọa địa ngục thì sao mà độ mình được. Ông bà có tu thì mới độ được, mà chính họ chỉ giải được một phần nào trong cái xác mình thôi, quan trọng là chính mình nữa. Vì cái đó là anh nói là ngồi như vậy thì để mình nói tạm gọi là thiền. Thì lúc trước em có nói trước rồi, quý vị đọc một bài kinh hoặc một bài chú rồi đó, cho cái thân xác của mình nó nhẹ nhàng đi rồi mình hả ngồi định. Rồi cái nước cúng đó mình lấy mình rửa mặt mình uống mỗi ngày. Còn một cách nữa là xong, mình lấy mình xong cho đẩy trượt ra cho nó nhanh hơn. Đó là như vậy. Thì có tính 2-3 cách lận, quý vị phù hợp với duyên nào thì mình làm cách đó ha. Thì đó là lý do tại sao clip này em cũng nói quý vị phải tu tập. Tại vì ông bà của quyền của mình mỗi ngày mỗi giây mỗi phút đang chờ mình tu tập để hồi hướng cho của quyền ông bà của mình để được nhẹ nhàng, và các quan gia trái chủ cũng vậy, thì mình nhẹ thì họ cũng được nhẹ, tại vì mình không tu họ mới phá, chứ mình tu rồi họ không có phá gì nữa, họ cũng sẽ buông tha mình nếu mà mình thành tâm. Nam mô Di Đà Phật. Thời xưa rất là nhiều cái hồi ông bà mình đó kể chuyện mà đánh nhau với ma đó là có thể là họ biến thành đồ ăn này, hoặc là họ biến thành cái món này món kia, mà một lát hồi sẽ biến ha, lúc mà mình cầm vô gọi là nó sẽ thành món khác, đó là như vậy. Thì do hồi xưa là mình không có tu tập, cái lo chiến tranh đồ nhiều đó anh, nên cái hồi xưa ma nó hiện nguyên hình luôn, tại vì cái từ trường nó quá âm. Còn bây giờ là con người mình biết tu tập nhiều rồi, nên họ lặn xuống, không có còn trường hợp đó như nữa. Nhưng mà những cái chỗ nào mà vùng sâu vùng xa là vẫn còn, nhưng khi mình nói là dùng từ là đi xe tài xế ban đêm đó là sẽ thấy những cái đồi cao, là sẽ thấy luôn những cái người mà đứng chặn đường luôn là có, chứ không phải là không có. Nhưng mà người nào nhẹ hú vía đồng kiểu cái cùng tần số đó, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, họ nhẹ hú vía hoặc là cái họ cái duyên đó họ mới gặp, còn không là họ sẽ không có gặp, chứ không phải ai cũng gặp. Nếu mà ai cũng gặp thì sẽ không có trường hợp là phản bác mình, tại vì mình nói là những người cùng duyên với mình mà họ mới hiểu, con người ta nói sao không cho tôi gặp, tại vì người đó đâu có trùng duyên đâu mà gặp. Đó là như vậy. Nam mô Di Đà Phật. Cái người nào họ tin tưởng thì họ mới làm theo, còn không thì thôi, chứ cái đó là tùy duyên mỗi người. Nhưng trong cái những người mà họ làm việc dưới sông đó, họ hay cúng được từ là ông cậu bà mợ. Anh có nghe ông cậu bà mợ phải không? Có. Đồ đó là ông cậu bà mợ lấy. Đó là như vậy. Thì mình làm là chạy chiếc tàu, mình chạy đó là phải dễ hai con mắt trước để cho nhìn đường đi đó. Thì cái đó là mỗi hình như một năm cúng một lần là ngày ông cậu bà mợ đó anh. Thì một ga một lần là hình như ông cậu bà mợ là ngày 15 mùng 5 thì phải, em nhớ không rành mùng 5 23 hay gì đó, em không rành. Thì cái người nào là bên chuyên đi tàu á thì họ sẽ rành cái đó, thì mình đi trúng ngay cái giờ của người ta hay gì đó, người ta đi ngay cái điểm của người ta bắt là vậy. Thì có những người họ xuống họ thấy xong họ bỏ nghề luôn. Có người xuống ta thấy bỏ nghề, ta thấy cái cảnh dưới nó có đầy đủ dưới hết trơn. Thì đó là vậy, mình phải đi tâm linh đó, đi ghe đó thì họ phải tin, tại vì những người đó họ sẽ thường xuyên thấy ma da. Ban đêm đó thì sẽ thức dậy trên bờ là xuống nguyên dũng nước, đó như nãy anh kể đó, để nguyên dũng nước. Tại vì bạn em nó cũng có đi, nó cũng thấy ban đêm khuyên ta lên lục cơm ăn đó, ta sẽ có ta kiếm cơm ta ăn, thì sẽ mình thấy cái bóng rõ ràng rồi bước ngang ra hồi là dũng nước. Đó là như vậy. Thì cuộc sống mình á, mình đi đâu cũng vậy, mình phải tin vào tâm linh, mình cúng những người khúc mặt á, họ không có làm hại mình được, chứ thì họ cũng giống như mình vậy đó. Tại vì họ kiếm ăn không được họ mới quậy họ phá, giống như em ví dụ anh gì nè, nói thì cái này hơi phạm em xin lỗi. Những trẻ em mà dùng của em đó, nó sống nó dùng mà xài mà Đài Loan trồng rất là nhiều đồ ăn, mà mình nói dùng từ là mình có thể chọi nhau đó, nó rẻ mà nó nhiều đó. Anh kêu năn nỉ nó đi hái nó cũng không hái, anh kêu nó phá nó cũng không phá nữa, nhưng mà xích lên dùng trên nó phải đi, nó kiếm nó hái nó ăn rồi nó chọi nhau nữa, rồi nó đi phá phách, tại vì tụi nó là thiếu thức ăn. Thì nó phá, chứ bây giờ anh nghĩ mấy đứa anh bắt nó vô giường anh kêu nó hái chi, nó ngay mặt nó luôn, nó còn không thèm hái nó là gì. Thì cuộc sống mình cũng giống như vậy đó. Tại vì người ta đói người ta khát người ta mới như vậy, chứ người ta đủ đầy người ta không bao giờ làm điều đó. Thì quý vị phải tin vào cuộc sống tâm linh là có thiệt, thì mình làm như vậy mình được cái âm đức nữa. Mình cho người ta no, mình được chút âm đức và người ta theo có thể là độ mình nữa. Thì mình tin thì nó tốt, chứ không có gì hết. Tại vì có những người họ không tin đó, họ nhắn tin nhiều cái nó không được hay, thì cái đó là mang tội. Tại vì mình sống nè mà mình chết đi thì nó đơn giản lắm, nhưng mà mình chết đi về đâu mới là quan trọng. Đúng. Thì nếu mà mình tin tưởng thì mình được phước nhiều, thì mình tu tập mình được phước, thì mình cuộc đời mình nó nhẹ nhàng, cái linh hồn mình nhẹ nhàng, có hóng thì thôi. Thì mình phải đi theo cái nhân quả, chứ mình không có ép người ta tin theo mình được. Thì người nào hợp như với em á
thì họ sẽ hiểu những gì em nói, còn không thì thôi họ sẽ phản bác, thì đó là chuyện bình thường. Đúng rồi. Nó là vậy, Nam Mô A Di Đà Phật. Yeah.